chú ăn lẩu hả anh? Ừ, thế còn ai tính ăn lẩu ở đâu đây hả? Ăn lẩu đấy. Ui ôi, sao thế em ơi? Ui, sao vậy? Em đi kiểu gì đấy? Sao em đâm chuẩn chỗ thế, đâm thẳng vào tim anh rồi. Này em ơi, cơ sao đi vào tim anh? Dậy chân rồi. Đây chị. Ở đây có tên chị đâu. Đây chị đâm vào chân của bạn em này, đau hết cả chân luôn này. Bây giờ em tông chân bạn anh như thế này, giờ em như nào? Nhưng mà đấy có phải là lỗi do em đâu. Không lỗi do em thì bây giờ chả nhẽ lỗi do bọn anh à? Đấy là lỗi do các anh không nhìn em chứ. Người ta gọi là lý do cất bò. Không nhìn thì bọn anh đứng ở đây tự dưng bọn em đâm vào tim bọn anh đấy. Bây giờ em này lại cãi à? Nhưng mà được cái là em tông chuẩn thật đấy. Em tông chúng là đấy, chuẩn thế, đấy. Thế bây giờ chân có làm sao bây giờ đi bệnh viện nhá. Thì rồi. Mình không được rồi anh ạ. Đấy là do các anh không nhìn thôi. Thì đấy. Nếu các anh nhìn thì các anh phải tránh em chứ. Cái nhà em ở đâu? Em nhà ở đâu thế? Cứ tay lưu trong tim anh chẳng nhớ được về à. Cái nhà em ở đâu? Nhà em ở ngay đây mà. Nhà em ngay đây mà em đi. Thế anh vào nhà anh gọi bố mẹ em ra nhá. Đèn anh nhá. Nhưng mà đấy là do các anh chứ không phải do em đâu mà em. Đâu, anh có gắn cam sau lưng đâu mà anh. Thế nhìn thấy anh em. Xe em hỏng anh bẻ cái lại được luôn. Nhưng đấy, chân anh đau này. Anh sửa được không? Nhưng chân anh gãy rồi này. Chân bạn anh đau anh này rồi. Anh không sao đâu. Thích ngồi đấy. Ờ. Thôi rồi, gãy chân rồi. Gãy chân thật rồi đấy là ai? Là do anh đi sai chứ. Anh cứ đứng ở đấy thì. Nhưng mà tại sao bọn em lại đâm chuẩn thế? Bọn em biết là bọn anh đứng ở đây mà đâm chuẩn thế? Hay là đây là duyên số rồi? Hay là đây là ý trời rồi? À. Bây giờ em muốn sửa như nào? Chân bạn anh như này rồi, bây giờ em phải. Bây giờ đèn, trước kia đi, bây giờ phải sửa xe thì bây giờ phải sửa chân trước á. À. Sửa chân á, chân bây giờ chân còn đau không? Chân còn đau lắm anh ạ. Đấy, đau lắm. Đi chết rồi. Lắm mấy này. Thì không đi được về anh ạ. Bây giờ chân đau thì phải bôi cao, bây giờ em một là em bôi cao cho bọn anh ấy thì anh sửa xe cho em. Hay là bây giờ như thế này nhá, anh bảo nhá. Hay là bây giờ cho bọn anh vào trong nhà. Tôi thích cậu lắm á. Nói chuyện với bố mẹ em, bây giờ chân bọn anh bây giờ nó như thế này rồi. Ơ sao lại thế được? Cái này nó không thấy được. Sai bây giờ các anh ấy nói chuyện. Bây giờ anh. Cái này anh sai. Ai sai? Đông vào em mà. Nhưng mà em đâm vào em đấy. Em đang đứng đây. Đấy tất cả mọi người đều đang đứng đây. Anh còn quay video lại cơ. Anh quay video này rồi nói chung là em đâm ngoài cơ. Không, bây giờ em đâm vào chân anh ngồi, một là đèn anh, hai là đưa anh về nhà đi. Bây giờ xe em hỏng thì sao? Ai sửa cho em? Ai sửa cái gì? Ai sửa? Bây giờ phải sửa chân trước đi. Bây giờ phải sửa chân đi. Chân anh ấy có làm sao đâu. Chị nhìn đau như thế này không đứng được lên mày lại không làm sao. Đây, các cô các bác xem. Bây giờ chị ấy đâm vào người bọn cháu như thế này mà chị ấy lại cứ bảo bọn cháu sai là kiểu gì. Cô xem như thế có được không? Đây cô xem cho cháu này, các anh này đi ở ngoài đường xong rồi không nhìn cháu ấy. Thế là bây giờ đâm vào xe nó hỏng như thế này. Thôi thế thì bây giờ xe nó như thế kia thì bây giờ sửa lại cho em nó đi rồi là nói chuyện sau. Nhưng mà đâm gãy chân cháu. Ôi rồi. Ôi cô ơi, cháu bảo cô này, em đấy là đi một tốc độ 80 km/h. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Em đi đâm một phát vào tim hết bọn cháu đi, bọn cháu rụng hết tim rồi nên là thằng này bị gãy chân rồi, chuẩn bị chấn thương sọ não rồi. Bây giờ đau chân lắm, cho anh lên viện khám bụng đi. Khám bụng á? Bây giờ các anh phải đền em trước đi rồi em sửa chân cho anh sau. Ôi cô ơi, cảm thấy vô lý không? Bây giờ em đi đâm vào bọn cháu thì cô em này bảo là bọn cháu là phải sửa xe cho em đấy. Mà thằng này bây giờ chân nó kiểu như nó chân nó bị chấn thương sọ não rồi. Thì đưa đi viện. Đưa đi viện à? Đau lắm. Đau chưa? Sao anh ấy vẫn ngồi là không sao rồi. Thì ngồi không đứng được thì mới có không sao đứng được. Bây giờ xương kiểu gì? Cho anh đi khám tay đi. Không được rồi. Thôi xong rồi. Nhưng mà anh bị ở chân mà do anh lại bảo. Đúng rồi, anh bị ở chân mà. Nhưng mà phải cho anh đi khám tay. Mày bị điên à? Không được rồi. Khám cả tim nữa. Đâm rồi, rồi. Hỏng hết tim rồi. Anh xem nếu nào các anh sửa cho em đi này. Em sửa chân anh trước đi. Em Bây giờ xe bị làm sao? Bây giờ em xem nào. Đây anh nhìn đây này, xem như này thì làm sao? Bây giờ em muốn anh đền với em cái gì? Đây anh xem em như nào đi. Xem hỏng như này. Bây giờ cái có gì đâu, cái đầu xe này bẻ phát lại được ngay mà. Đấy, anh xem như nào em phải đền em chứ. Thế bây giờ em muốn đền như nào? Ai à, có bánh à? Đấy. Bây giờ bọn anh chỉ có mỗi trái tim thôi. Chính cái vừa đâm người ta đau thế mà. Thế bây giờ ôi cho anh mượn một tí. Bây giờ như này nhá. Là chốt lại là 1
là anh có cái tin tặng em. Hai là anh tặng em buộc tóc, em lấy cái nào? Bây giờ em không biết đâu, bây giờ các anh phải sửa xe cho em đi. Đấy anh, các anh thích bộ tóc thì đấy anh cạo đi. Đấy em thích cạo đúng không? Anh cạo cho em xem nhá. Đấy anh làm gì làm, nhưng còn phải sửa xe cho em là được. Xong rồi anh sửa xe. Đó. Thế vậy anh làm thế để làm gì ạ? Anh làm thế để anh chứng minh là anh sai với em. Ủa làm gì? Cảm gì? Thế luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Em có bắt anh phải làm thế đâu. Ui dồi, em bây giờ em đã đâm xe bọn anh rồi. Bọn anh còn này cạo chọc để tạ lỗi em thế này. Em cảm thấy em hài lòng chưa? Thế được chưa? Ôi, lỗi này của em anh ơi. Các anh ấy, em không hiểu. Đấy, anh để em, anh để em. Thôi em để anh. Anh để em đi. Em để anh nhận anh lỗi để em. Sao? Anh để em. Em cứ để anh. Anh phải để em. Anh với người có lỗi em. Em cũng có lỗi mà anh để em đi. Thôi anh thế để thì em cứ cao. Đây. Căng nhỉ. Không hiểu anh làm thế để làm gì ấy. Để chứng minh sai với em. Mà các anh vẫn phải sửa xe cho em ấy. Thôi rồi. Bọn này cái chết thì gái là cái chết sảng khoái rồi. Ô, thế các anh làm thế để làm gì? Anh làm thế để cho em hài lòng đấy, được chưa? Nhưng mà đấy là các anh tự nguyện chứ em có muốn thế đâu mà hài lòng hả? Anh làm thế để xin lỗi em. Chúng mày ngu lắm. Thôi em chịu anh ấy, thôi em đi về đây kệ các anh. Ủa chân trắng thế, đéo có nốt mũi đốt luôn. Em về nhé. Em đi về đây. Ô, đi về em ơi. Đi về à? Ô, đi về em. Không về ở đây làm gì? Ok. Ô. Ô, vậy anh làm thế để làm gì ạ? Anh làm thế để anh chứng minh là anh sai với em. Ủa làm gì? Cầm cái gì? Anh tuôn lẩu hả anh? Thế có mai tính ăn lẩu ở đâu đây hả?